Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Giấy vay tiền. Hôm nay ngày 14 tháng 2 năm 2021, con Trần Thái Dương và Thư cho ba Trần Văn Nam vay số tiền 7.129.000, lãi suất 100% một năm, tiền gốc và lãi phải trả năm thứ nhất là 34.258.000, năm thứ hai là 68.516.000, năm thứ ba là 137.032.000, năm thứ tư là 274.064.000, năm thứ năm là 548.128.000, năm thứ sáu là 1.096.256 đồng, năm thứ bảy là 2.192.512.000. Người cho vay anh Thư và Trần Thái Dương, người làm chứng Nguyễn Thị Xuân, người vay tiền Trần Văn Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thì hôm nay đang là ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán năm 2021, năm Tân Sửu. Nhân dịp đầu xuân năm mới thì Phương Nam TV cho trẻ đầy đầu Phương Nam thì kính chúc tất cả các quý vị và các bạn một năm mới tràn ngập sức khỏe, gia đình an khang thịnh vượng và một năm mới với nhiều thành công mới. Hôm nay thì mình đang ở trong gia đình các bạn. Đầu năm thì như mọi người biết thì gia đình nào cũng có trẻ nhỏ, và mỗi trẻ nhỏ thì sẽ có những cái con lợn đất, để heo đất để tiết kiệm. Hai bé nhà mình thì cũng vậy. Đây bé lớn như mình thì 8 tuổi, con trai lớn như mình là 8 tuổi, con gái thứ hai nhà mình thì 3 tuổi. Thì cái con lợn là hai anh em sẽ bỏ tiết kiệm chung này. Thì hôm qua ấy, hôm qua là mình cũng có ngồi mình dạy con mình một chút về cái công việc mà kinh doanh. Thì trẻ nhỏ ấy, theo mình ấy, thì trẻ nhỏ từ trong giai đoạn mà 3-4 tuổi là cái giai đoạn mà nhận thức cực kỳ là rất dễ. Khi chúng ta đào tạo một cái gì đấy cực kỳ dễ. Bé này mình năm 28 tuổi mình đào tạo một cái về kinh doanh thôi, ý tưởng kinh doanh mình nói cái thôi, thế là tiếp thu cực kỳ nhanh nhé. Hôm qua mình nói là bây giờ là con để tiền ở trong con heo đất này thì năm sau thì con để 10.000 ở trong con heo đất này thì năm sau con lấy ra thì nó sẽ có bao nhiêu tiền, thì là lấy ra nó sẽ có 10.000. nhưng mà bây giờ với 10.000 trong con heo đất này thì con đầu tư con cho công ty của ba vay đi, thì năm sau ba sẽ trả con gấp đôi, tức là 20.000, thì con chọn cách nào? Thì con trai nhà mình sẽ chọn cách nào thì tí nữa mình sẽ nói nhé. Thì bây giờ con heo đất này là nhà mình là như này. Mình chia sẻ một cái như này để cho quý vị và các bạn là mỗi bậc phụ huynh ấy thì khi có một cách dạy con khác nhau nhé. Khi mà chúng ta sẽ hướng con tới một cái gì đấy thì chúng ta sẽ phải là định hướng con cái của chúng ta ngay từ ban đầu nhé. Tránh trường hợp là mọi người khi con lớn rồi, trưởng thành rồi, đến lớp 12 rồi cũng chưa định hướng được cho con là sau này con phát triển cái gì là con sẽ làm gì trong tương lai. Nên là mình cái video này là vừa đầu xuân năm mới chúc Tết quý vị và các bạn, và cũng muốn là nhắn nhủ một cái chia sẻ cách giáo dục con cái thôi. Mình định hướng cho con cái nhà mình là sau này là nó có cái nhận thức về cái đồng tiền. Ba ơi, để con nói đi con. Con chúc Tết đi. Chúc Tết. Con chào các cô, con chú. Con chào các cô, chú, con chúc Tết. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Cái con lợn này thì hai bé nhà mình đã tiết kiệm tiền trong này được mấy năm rồi, mình không biết được mấy năm, thì mẹ cháu quản lý mình không biết được. Nhưng mà năm nay là quyết định là sẽ làm gì con chưa? Năm nay là sẽ đập lợn đấy. Năm nay là sẽ đập lợn này để đếm tiền và kiểm tra tiền trong này là sẽ có bao nhiêu tiền. Bé nhà mình thì chưa biết là tiền cái mệnh giá như nào đâu, cũng chưa biết là đếm ở trong này có 10 triệu, 20 triệu, 30 triệu thì cháu cũng chưa biết, là nhưng mình sẽ dạy cách đếm nhé. Ví dụ là sẽ có bao nhiêu tờ 100.000 sẽ đếm, xong ghi số lượng bao nhiêu tờ 100.000, xong bao nhiêu tờ 200.000 thì ghi như thế, và bao nhiêu tờ mệnh giá bao nhiêu thì ghi như thế, và sau đó là chuyển ra cho công ty của ba vay như thế nào thì sẽ có một giấy tờ nhé, có hợp đồng vay tiền ở ngoài nhé. Tức là mình đào tạo, mình hướng dẫn bé này mình như vậy nhé, từ khi cho vay là phải có hợp đồng giấy tờ đồng hành.
con cho ba vay cũng phải là ba cũng phải là ký giấy vay nhé. Đấy. À, bây giờ là mình sẽ cùng với bé nhà mình đi đập heo đất nhé, bạn nhé. Bây giờ hai anh em ai sẽ là người đập heo đất nào? Con à? Bây giờ là hai anh em cùng đập nhé. Ba sẽ hướng dẫn cách đập để cho hai anh em cùng đập nhé. Dương, bây giờ Dương sẽ lấy một cái túi bóng này, Dương cho con heo đất vào trong túi bóng. Sau đó là buộc cái túi bóng vào. Sau đó là sẽ dùng một cái búa để đập nhé. Con lấy cái túi bóng ra đây. Đây, túi bóng đây thôi, đây mà. Con này đây rồi con. Đây, đây. Đây. À. Đây, con phải cho con heo đất vào trong túi bóng nhé. Xong buộc vào. Chưa, buộc vào đã rồi đập quá. Buộc vào để cho đập nó không bị bắn ra ngoài nhé. Rồi, hai anh em cùng cầm đập. Hai anh em. Hai, ba. Rồi. Bây giờ mở ra. Kéo đứt tay nhá. Ba ơi, để con dùng bé để đưa cho ba. Ơ, kéo đứt tay con. Đứt tay hết thỏ. Rồi. Ơ, sao lại còn đồ canh chứ? Hai mươi là con nhét thỏ, chè nhét thỏ. Lúc con nhỏ thôi. Anh thả nó cho thỏ. Đứt tay á. Đứt tay. Con cho anh đừng trả là mày cho con tiền mày cho ai. Con gái không đếm tiền à? Con gái không đếm tiền à con? Con gái ngồi đếm tiền đi. Nhiều tiền quá. Hai. Hết chưa? Hết rồi ạ. Kiểm tra kỹ đi, thấy hết chưa? Hết rồi ạ. À đây 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 còn tầm 100. Tờ này tờ to hay tờ bé con? Đấy, con thấy nước biển con thích. Tờ này tờ to nhất nhỉ? Dương ơi, ta mang cái tờ đây mình hết, mang cái. Bây giờ nhá, ba dạy Dương nhá. Dương với cả em này. Con phải xếp ra nhá, con chọn những tờ 50.000 màu hồng này. Con đặt riêng ra một bên. Tờ xanh 100.000 con đặt riêng một bên. Màu hồng. Rồi con đặt vào đây. Đúng rồi. Màu hồng đặt vào đây. Ba ơi màu hồng nữa. Rồi đặt vào đây, màu xanh đặt vào đây. Tìm hết đi đã. Hả? Ba màu hồng. Đây. Đúng rồi. Nhiều tiền, quá nhiều tiền luôn. Quá nhiều tiền màu hồng. Nhiều lắm. Dễ dàng. Này ba phải trả gấp đôi cơ nha. Tiền màu xanh để đây nhá. Anh tìm tờ màu hồng cho nha. Thôi anh tìm tờ màu xanh ra, tìm tờ màu hồng đi. Để một bên để con. Màu xanh để vào đây. Màu xanh con để đây. Màu hồng đấy kia kìa. Con gái ơi, màu hồng màu đỏ là con để đây nhá. Đây. Màu đỏ để đây nhá. Con để đấy thì con để riêng ra. Chỗ này cũng đếm mà. Phải đếm chứ. Ba ơi, con lấy xong màu hồng rồi. Mà này có phải màu đây, hồng. Đây, màu hồng đầy đây. Con nhặt hết kìa.
Rồi, Thư giỏi thế nhỉ. Con gái bỏ tờ xanh ở đây con. Tờ xanh đây con. Rồi, giỏi lắm. Mẹ ơi, con bỏ. Con thích con mỏi tay. Con mỏi tay à? Ô, con đếm tiền con mỏi tay à? Trời ơi, đếm một tí tiền đấy mỏi tay à? Con nhặt tờ đỏ con bỏ ở đây. Con nhặt tờ đỏ con bỏ ra đây. Con gái không ta đếm tiền, anh Dương anh đếm rồi. Anh Dương anh đếm hết rồi đấy. Con không ta đếm, anh Dương anh đếm hết rồi nhé. Con nhặt tờ đỏ con bỏ ra đây. Con mặt trời sang có biển chưa? À. 20.000. Con nhặt tờ đỏ. Tờ đỏ về đây đi. Con gái để màu xanh nước biển ở đây. Nhà con để ở đây. Con kiểm tra xem có 500 không? Con để ở đây nhá. Không còn nữa, có 3 tờ 500. Sắp hết rồi. Ba ơi, màu khăn. Màu hồng ở trên. Kia màu hồng kia con. Rồi. Đây để chung rồi, để chung rồi. Đây, nhặt được rồi. Ô, phải 500. Đây 500 mà. Đây 500. Tờ này khác con ạ. Tờ này khác con để đây. Tờ này nó to hơn, để đây. Đây, tờ này to hơn, để đây con nhá. Tờ này không phải là 20 đâu nhá. Xong chưa? Xong rồi ạ. Để 20.000 xuống. Để 20.000 xuống hả ạ? Bây giờ nhá, ba dạy Dương nhá. Đây. Đầu tiên là Dương đếm tờ này trước. Chưa đến đây, mình xem đều có. Dương đếm cái này trước này. Con đếm đi xem có bao nhiêu tờ. Rồi con gái đếm đi, con này đếm chỗ này xem có bao nhiêu tờ. Con gái đếm chỗ này xem có bao nhiêu tờ nhá. Con đếm xem có bao nhiêu tờ. 2. Đếm kia là không chuẩn. 3. Đây con cầm đây, ba dạy con đếm tiền này. 15. 4. Ba dạy đưa đếm tiền nhá. Con lấy tiền thì con phải xếp nó gọn ngay này. 2. 3. Con xếp tiền thì nó nhanh lắm rồi nhé. 4. 9. Rồi con mở ra. Con lấy con lấy tiền nhé. Con cầm tiền trên tay nhé. Con đếm xong giờ nào con lại đặt xuống đây nhé. 12. 1 này. Chưa? 14. 2 này. 15. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. 11 này. 12 này. 13 này.
Nam này lấy cái đấy thì nó mới không nhầm đúng không? Thế còn lấy cái đây cái chui như đây còn buộc các bạn. Trời mắt. Chỗ này có bao nhiêu tờ con? 15 ạ. Thế con ghi số 15 vào đây nhá. 99. Con okay, ghi 3 vào đây. Cộng 10. Con lấy dây chim, dây con buộc vào chưa? Cộng. Chỗ này có mấy tờ? Chỗ này 3 ạ. Đếm lại chỗ nào. 2 1 2 3 4 5 Rồi, ghi số 3 vào. 3 cái này chúng phải ghi số. 3 cái này chúng phải ghi số 3. Ừ, tí con đếm xong rồi con ghi nhá. Được rồi, xong 2 giờ rồi, để ở đây. Mấy con đếm xong. Đơn này. Thọt đấy anh đến 100. 100. Cho đến năm rồi thì bỏ ra đây. Rồi hết ra ngoài rồi. 100 nhiều rồi. Anh hướng dẫn đến. Con bỏ ra đây. 97. Con phải nhặt từng tờ con xếp vô bắn vào. 92 cái số vuông bắn vào. 9 2 92 rồi. Đây này, xương này, phải kiểm tra tiền nhé, tiền rách này là không được đâu nhé. Đúng chưa? Rách này là phải ra ngân hàng đổi lại nhé, thì mới đi tiêu được nhé, tờ này không tiêu được đâu. Thế tờ đây bỏ quá. Rồi, để đây, cứ xếp vào đây, xong rồi ba đi đổi. Được chưa? À, bỏ ra đây, ngồi đếm đi. Đếm một tờ nào thì bỏ ra đây. Điệp to rõ ràng vào. 2 Nào. 2 3 4 5 6 7 8 9 Người này đứng giỏi thế nhỉ. 10 11 12 13 14 15 16
bàn, mặt trời, mặt khó, mặt khó, hay là thấy mặt bài, mặt tám, mặt khó, hay chín, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 34, 37, 38, 39, 40, 40, 41, 42, 43, à, cái tám chín đầu đấy luôn, cái to vào. Lấy tay đếm nước bọt vào con. Dạ. Cho tay đếm. 3 49. Kệ con.
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 tự bộ quá. Hai chín, 30, 31, 32, từ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 tờ. Rồi, xếp vào tổng buộc lại. Sau mấy tờ? 63. Rồi. 13. Nào. Đếm tờ lại đi con. Ở con biết tờ này ạ. Ừ. Buộc vào nó lại nhăn đi ạ. Mấy cả tờ 2 này. Tờ 2 cũng mới 2 tờ. Con có còn sót 1 giờ 50 nghìn kìa. Thế là 64. 63 hay 64? 64. Vừa lấy con xếp, con đếm, con xếp vào con xếp thiếu. Con đếm rồi. Lô cờ này, con lúc nào con cũng để ở đây mà. Chắc là thiếu. 64 vậy bạn. Đếm to vào con. Dạ. Đếm to vào. Gì ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thật 3. 3. Mấy tờ con? Con gạch đi. Viết sang bên cạnh. Hai. Con cứ đếm đi xong xếp sau. Bốn. Năm. Sáu. Bảy. 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Rồi. Từ bé đến lớn. 3 tờ 500 nghìn này, 15 tờ 200 nghìn này. 89 tờ. 89 tờ 100 nghìn này, 64 tờ 50 nghìn này, 22 tờ 20 nghìn này, 7 tờ 10 nghìn này. 3 tờ 5 nghìn, 2 tờ 2 nghìn. Được rồi. Xuống lấy giấy bút ghi vào. Quý vị và các bạn thân mến, thì sau một thời gian cũng khá dài, chắc là mất tầm khoảng 30 phút thì cái bé này mình cũng đến xong số tiền mà tiết kiệm trong lợn. Hình như là con lợn này tiết kiệm được 3 hay 4 năm gì đấy. Bây giờ mình sẽ liệt kê này. Ở đây có đầu tiên là tờ 500 nghìn, có 3 tờ này, ghi số 3 ở đây này. Đến là tờ 200 nghìn này. Tờ 200 nghìn thì có 15 tờ, ghi số 15 ở đây. Tờ 100 nghìn có 89 tờ, ghi 89 ở đây rồi. Tờ 50.000, 64 tờ ghi ở đây. Tờ 22.000 thì có 22 tờ. Tờ 10.000 thì có 7 tờ. Tờ 5.000 có 3 tờ ghi ở đây. Tờ 2.000 thì có 2 tờ ghi ở đây. Thì tổng số tiền này nó là 17.129.000. Thì với cái bài học mà đầu tư kinh doanh của mình dạy cho con trai mình ấy, thì là mình lấy cái ví dụ như là con đập lợn ra con có 10 triệu thì con cho ba vay một năm thì ba sẽ trả con cả gốc và lãi là gấp đôi và thành 20 triệu. Thì năm thứ hai 20 triệu đấy con lại tiếp tục cho ba vay thì là năm sau thì con sẽ có 20 triệu nhân 2 lên là thành 40 triệu. Nhá, mình tính lại nhá. 10 triệu này, năm thứ nhất thì lãi thành 20 triệu, năm thứ hai 20 triệu thành 40 triệu. Năm thứ 3, 40 triệu sẽ thành 80 triệu. Năm thứ 4, 80 triệu sẽ thành 160 triệu. Năm thứ 5, 160 triệu sẽ thành 320 triệu. Năm thứ 6, 320 triệu sẽ thành 640 triệu. Năm thứ 7, 640 triệu sẽ thành 1 tỷ 280 triệu. Đấy, thì ví dụ như là mình dạy con trai thì mình bài học đấy cho ba vay trong vòng 7 năm thì số tiền 10 triệu, từ 10 triệu này nó sẽ thành 1 tỷ 280 triệu. Thì lúc đó là 7 năm. 7 năm thì lúc đó là con trai nhà mình nó sẽ học vào lớp 10 thì lúc đó là nó sẽ sở hữu số tiền mặt là 1 tỷ 080 triệu. Nhưng mà thực tế thì số tiền này nó là 17 triệu cơ. 17.129.000 chứ không phải là 10 triệu. Thì mình cứ lấy làm tròn con số 10 triệu để lấy cái ví dụ như thế thôi. Còn con số 17 triệu là mình sẽ nhân lũy tiến lên thì nó sẽ tương đương với tầm khoảng là mình chưa nhân nên là mình cũng chưa biết con số cụ thể nhé các bạn nhé. Đấy là bài học mà mình muốn dạy cho mấy bé nhà mình. Vì mình muốn là cho bé nhà mình thì cũng có một cái gì đấy ý thức được là cái giá trị của đồng tiền nó quan trọng như thế nào. Và các bé mà muốn tiền nó có thể là sinh sôi, nó có thể là phát triển ra được thì phải có một cách, đó là đầu tư. Và mình đang dạy con nhà mình là đầu tư vào một cái chỗ nào đấy, cơ sở, một công ty ở đấy uy tín. Và cái việc đầu tiên là mình làm, mình phải chọn được cái cơ sở uy tín để mình đầu tư tiền vào đấy. Cái thứ hai là mình phải xác định là điều tra được cái cơ sở đấy, được người ta có đầy đủ năng lực, đầy đủ cái tất cả mọi cái yếu tố người ta có thể là trả lãi, trả gốc cho mình thì lúc đó mình mới đầu tư nhé. Còn bây giờ là mình sẽ đến một cái bước tiếp theo là hướng dẫn bé nhà mình là sẽ viết cái giấy gọi là cho vay tiền, hợp đồng cho vay tiền ở ngoài đấy các bạn nhé. Hướng dẫn bé cụ thể từ cách đếm tiền này, từ cách đập lợn như nào này, từ cách đếm tiền, từ cách ghi tiền như nào này, sau đó là cách đầu tư tiền như nào này, cuối cùng là phải có hợp đồng vay tiền đào hoàng ký tá giữa hai bên các bạn nhé. Đó, cái video này mình xin kết thúc tại đây nha các bạn nhé. Cũng một lần nữa là xin kính chúc tất cả các quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều những cái kế hoạch mới trong năm 2021 và những kế hoạch của quý vị và các bạn sẽ thành công một cách đúng như quý vị và các bạn kỳ vọng nhé. 200%, 300%, 400%, 500%. Cái video này mình xin kết thúc ở đây. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các quý vị và các bạn.